Yo, chào mừng các bạn đã trở lại với phòng tối 50mm. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn ba công cụ, đó là Saturation, Vibrance và Clarity. Bật Lightroom mình bắt đầu thôi. Trong bảng Basic, các bạn hãy tìm phần Presence. Thì ngay ở dưới này, các bạn có thể dễ dàng nhận thấy có ba thanh slider là Clarity, Vibrance và Saturation, tương ứng với ba công cụ mà chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong ngày hôm nay. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu hai thanh slider là Vibrance và Saturation nhé. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng làm quen với một khái niệm, đó là độ bão hòa của màu sắc. Với những bạn theo học ngành mỹ thuật hoặc là đồ họa thì đã có thể lắng nghe đến khái niệm này rất là nhiều lần rồi. Thì mình xin phép được giải thích khái niệm này một cách ngắn gọn. Thì độ bão hòa của màu sắc đó chính là độ tươi tắn và rực rỡ của màu sắc trong ảnh. Khi mình tăng độ bão hòa của ảnh lên thì màu sắc trong ảnh sẽ hiện lên tươi tắn và rõ ràng hơn. Còn khi mình giảm độ bão hòa của ảnh xuống thì màu sắc trong ảnh sẽ trở nên nhợt nhạt hơn. Và đặc biệt khi mình giảm độ bão hòa của ảnh xuống tối đa thì ảnh sẽ biến mất màu hoàn toàn. Cùng quay trở lại với Vibrance và Saturation nhé. Thì thanh Saturation là một công cụ giúp làm tăng hoặc giảm độ bão hòa của màu sắc trong ảnh. Khi mình tăng Saturation lên dần dần thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy là màu sắc của ảnh sẽ đậm đà hơn. Và khi mình tăng lên tối đa thì màu sắc của ảnh sẽ trở nên rất là gắt. Còn khi mình giảm tối đa thì màu sắc của ảnh sẽ bị loại bỏ hoàn toàn 100%. Còn Vibrant thì sao? Mình thường gọi Vibrant là phiên bản nâng cấp của Saturation, bởi nó thông minh hơn Saturation ở hai điểm sau đây. Điều đầu tiên, đó là Vibrant không làm tăng độ bão hòa của tất cả các màu sắc ở trong ảnh, mà nó sẽ giúp tăng độ bão hòa của những màu đang còn yếu. Ví dụ ở trong bức ảnh này đi, thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy là vùng màu đỏ của những bông hoa này đang có độ bão hòa khá là cao, nhưng vùng màu da cam của bức tường này thì đang hơi bị nhợt nhạt một chút. Khi mình tăng Vibrant lên thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy là vùng bức tường này sẽ được đậm màu hơn rõ ràng, còn vùng bông hoa này sẽ ít bị ảnh hưởng hơn. Nhưng với Saturation thì khi mình kéo lên thì màu sắc của bức ảnh sẽ bị tăng lên đồng đều. Thứ hai, đó là Vibrance ít làm thay đổi màu sắc của da người hơn so với thanh Saturation. Đầu tiên thì mình hãy thử tăng độ bão hòa với Saturation nhé. Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy là vùng da người đã bị vàng lên và tối đi rõ ràng. Nhưng khi mình tăng Vibrance thì các bạn có thể nhận thấy đó là màu sắc của ảnh được tăng lên, nhưng vùng da người thì vẫn giữ được độ hồng hào và trắng trẻo cần thiết. Nói đi thì cũng phải nói lại, Saturation có một ưu thế so với Vibrance là nó giúp loại bỏ 100% màu sắc của bức ảnh. Khi mình kéo thanh Saturation về âm 100 thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy là màu sắc của ảnh đã bị loại bỏ đi hoàn toàn. Nhưng khi mình kéo thanh Vibrance xuống âm 100 thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy là Lightroom đã không loại bỏ đi được vùng màu đỏ này với công cụ Vibrance. Công cụ cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn trong bộ 3 công cụ ngày hôm nay đó là Clarity. Thì đây là một công cụ làm tăng độ nét của ảnh dựa trên cơ chế làm tăng độ tương phản của những chi tiết ở trong ảnh. Nói đến đây thì có bạn sẽ bảo mình là ảnh hưu sẽ nghĩa gì? Tăng độ tương phản nét là thanh contrast. Thì mình xin được trả lời, đó là thanh contrast giúp tăng độ tương phản của ảnh trên những vùng sáng tối. Còn thanh clarity thì nó giúp làm tăng độ tương phản trên những chi tiết. Ví dụ ở trong trường hợp này, trong bức ảnh này các bạn có thể thấy là vùng tối của bức ảnh đó là vùng bức tường đằng sau này và vùng ở bên dưới này. Còn vùng sáng đó là phần hai con mèo này và phần chiếc áo sơ mi của anh chàng này. Khi mình tăng contrast thì các bạn có thể nhận thấy là vùng sáng thì sẽ sáng hơn, còn vùng tối thì sẽ tối đi. Còn khi mình tăng clarity thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy là những chi tiết của ảnh sẽ được tăng độ tương phản và chúng sẽ trở nên sắc nét hơn. Mình sẽ zoom vào để các bạn có thể quan sát rõ ràng hơn. Và đây cũng là ba công cụ cuối cùng của phần Basic. Và mình mong rằng với phần Basic của Lightroom thì các bạn có thể dễ dàng sơ chế được những bức ảnh của mình thật lung linh và ảo diệu đấy. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.